Sáng nay ngày 30 tháng 5, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết đã phá chuyên án đấu tranh với đường dây mua bán vận chuyển trái phép ma túy từ Lào về Việt Nam do Cục Phòng chống ma túy và tội phạm chủ trì. Tại khu vực cửa khẩu quốc tế Nam Giang, ban chuyên án phát hiện bắt giữ một phương tiện cùng 8 đối tượng từ Lào về Việt Nam, thu giữ 198 kg ma túy, gồm 44 bánh heroin, gần 182 kg ma túy các loại quá trình bắt giữ đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và vũ khí trang bị nhằm kịp thời động viên bí thư tỉnh ủy quảng nam lưu nguyễn minh chiết đã khen thưởng ban chuyên án và thưởng nóng cho ba tập thể sáu cá nhân